chiếc xà lan này. Xà lan này xà lan làm cơ khí. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn, để tiếp nối hành trình đi từ Cần Giuộc Long An đi về Sài Gòn, thì hôm nay em sẽ dẫn các anh chị và các bạn chúng ta trải nghiệm một cái chuyến phà hướng từ Nam Sài Gòn và mình đi vô xa cảng miền Tây An Dương Vương thông qua cái phà Bến Phú Định. Ở đây chúng ta đang đứng đây là cái đường đại lộ Nguyễn Văn Linh. Theo hướng này mình sẽ đi về đường cao tốc Trung Lương, Sài Gòn Trung Lương luôn nè. Quốc lộ 51, gần đây thì chúng ta sẽ đi đường Nguyễn Văn Linh này và đi đến cái đường Trịnh Quang Nghị. Đường Trịnh Quang Nghị này thuộc huyện Bình Chánh, quẹo trái quẹo phải thì chúng ta đi vô quận 8. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo cái hướng đường Trịnh Quang Nghị hướng vô quận 8 nha. Hướng ngược lại thì mình sẽ đi qua quận Bình Chánh đó. Đây Trịnh Quang Nghị đây. Con đường này cũng thuộc cái vùng ven của quận 8 Sài Gòn nè. Thì theo cái đường này mình sẽ đến cái bến phà Phú Định để gợi nhớ các anh chị cái gì đó về Sài Gòn ngày xưa khi đường xá còn ít và có những cái phà qua những cái con đường này. Thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm nha. Phía bên đây là một cái cảng nhôm rất là nổi tiếng mà ngày xưa mình hay bật tivi lên là thấy quảng cáo. Đó là nhôm Kim Hằng, nhà máy nhôm thi nóng Kim Hằng. Hồi xưa nổi tiếng nồi Kim Hằng, rồi thao Kim Hằng, cái gì cũng Kim Hằng rất là mắc tiền. Nhưng bây giờ thì rất là nhiều hiệu rồi, nhiều nhà máy, nhiều hãng xưởng. Bây giờ ta sẽ đi qua cái cầu đó là cầu Ba Tư. Cầu tên là cầu Ba Tư. Hồi xưa có lẽ cái cầu này là cái cầu sắt thôi, cầu này mới cầu sắt thôi, này mới xây mới làm lại nè. Ngày xưa đặc thù của quận 8 là những cái cầu sắt qua kênh nước đen, và khu này có một khu dân cư mới đó. Ngày xưa chắc cái địa danh Ba Tơ đó. Khu này có một cái anh rất là nổi tiếng Sunny đi đoàn đó, anh đang lái xe đây. Và hôm nay đi theo theo sự hướng dẫn của anh Thế Đồng, ta sẽ trải nghiệm thử cái chuyến phà. Trời rất là nắng nhưng mà đến Sài Gòn này thì cũng dịu bớt. Ở miền Tây nắng quá thì nắng. Ở đây hạ tầng đang làm lại nè. Và ngôi nhà chọc trời chuẩn bị mọc lên ở khu quận 8 này. Ngày xưa khi nói về quận 8 thì nghĩ tới những cái khu gì đó nó vắng vẻ, nó lụp xụp lắm. Mà ngày nay quận 8 rất là thành cái hiển đó. Quẹo phải là đi chỗ giáo xứ Bình An. Đây là chợ Thị. Đây là khu vực chợ Phạm Thế Hiển. Đường Phạm Thế Hiển đây. Và có giáo xứ Bình An.
vào bên đây là con đường cặp ven sông đi đến bến phà. Nếu mà các anh chị các bạn từ miền Tây đi đi vào thì đi theo đường Nguyễn Văn Linh và quẹo trái, còn từ Phú Mỹ Hưng thì quẹo phải đường Trịnh Quang Nghị. Hai người một xe 4.000 hả? Rẻ quá hả? Quá rẻ luôn. Chúng ta lên phà luôn, có một chuyến phà kịp lúc luôn. Chiếc phà này cũng giống như thiết kế của chiếc phà lúc nãy. Bên đây thì chúng ta sẽ đi về mũi tàu Phú Lâm nè. Phú Lâm là bên kia sông. Và nếu mà mình đi qua bên kia, bên đây, cái bến bên đây là đi về chợ Bình Điền, chợ đầu mối nông sản. Và sông này là sông Cần Giuộc. Còn cái dòng kênh rất là đen nè. Có chiếc xà lan hút cát, xà lan này gọi là phải hút cát không ta, cẩu hàng hóa. Kênh này mình nhớ Sài Gòn ngày xưa cũng có một cái màu đen, nhưng mà màu đen của ngày xưa thì đậm hơn bây giờ nè, bây giờ thì đỡ rồi nè. Cái dòng kênh Cần Giuộc này ở khúc Long An thì rất là trong, nhưng mà vô Sài Gòn này thì rất là đục và đen. Và con phà này thì cũng rất là nhiều khách đi, không có vắng như cái phà lúc nãy chúng ta đi. Chúng ta nhìn cái dòng kênh. Hồi nãy thì mình đi phà đó là phà kênh nước mặn ở Long An. Còn đây là sông Cần Giuộc. Lên bờ nha. Bên đây là đi qua chợ. Là một chuyến này đi hai bến. Mình sẽ đi qua bến bên kia. Qua bến bên kia là đi về Phú Lâm quận 6. Bên đây thì mình đi về Bình Chánh. Ngày xưa thì theo mà những hình ảnh ngày xưa em tìm được thì ở đây là những cái dãy nhà, nhà sàn. Rồi sau này thì mới có những cái bờ kè như thế này. Nên mình thấy rất là thay đổi ha. Cái bến này thì cũng có khách lên đó nè. Khách lên thì sẽ chạy qua bên quận 6. Đây là như cái tam giác vậy đó, ba điểm. Bên đây qua bên kia, bên kia qua bên kia. Chúng ta sẽ đợi tí nữa, mình sẽ đi qua cái bến bên Phú Lâm nha.
lúc nãy chúng ta đi bên kia đó, bên kia là quận giáp ranh với Bình Chánh, quận 8 giáp với Bình Chánh. Đi bên đó là mình đi về Bình Chánh đó, Nam Sài Gòn đó. Nếu mà từ từ Nam Sài Gòn mà mình đi không đi phà này là mình sẽ đi theo cái đường Nguyễn Văn Linh và đi đến cầu Chà Bà hoặc là quốc lộ 50 để đi vô Sài Gòn, hoặc là bên khu Trung Sơn để vô Sài Gòn theo cái trục đường Nguyễn Văn Linh, đường Nam Sài Gòn. Thay vì đi đường đó thì chúng ta hôm nay chúng ta đi phà ha, đi phà cho nó ngộ ngộ lạ lạ, cho thấy thời buổi bây giờ ở Sài Gòn vẫn còn những cái phà như thế này. Và bên đó là cụm dân cư bên đó là thuộc Bình Chánh này, chợ Bình Điền. Với một cái giá vé 2.000 một người thôi thì chúng ta trải nghiệm một chuyến phà rất là thú vị ha, nhìn ngắm Sài Gòn, nhìn ngắm sông Sài Gòn, nhìn chiếc xà lan này. Xà lan này xà lan làm cơ khí. Bên kia thì đang làm nhà nước đang làm những cái bờ kè đó, và có một cây cầu sắp được xây, và con phà này cũng sắp phải nói lời chia tay rồi đó. Đó bên đây là đang xây cầu nè, và sau này chúng ta sẽ đi cái cầu đó qua luôn. Là đường Bến Phú Định và đi ra cái đại lộ Võ Văn Kiệt. Chúng ta sẽ lên bờ để xem hình ảnh con đường Bến Phú Định ngày nay như thế nào ha. Ở đây rất là nhiều xe máy thôi. Nó giống như tay vậy đó à. Rồi chúng ta sẽ đi lên bờ nha. Ở đây là đường đường Bến Phú Định. Và nơi đây có một cái con phà khác, nếu mà quá tải thì sẽ có một cái phà khác để đi tiếp. Có thể dùng kênh Bến Phú Định. Bên đây thì là kênh Đức Đen, và đi theo con đường Phú Định, Bến Phú Định này, chúng ta sẽ ra đường Võ Văn Kiệt, đại lộ Đông Tây. Cái này là kênh ruột ngựa, kênh này là kênh kênh lò gốm. Kênh lò gốm dẫn đường à, nó kéo dài, kênh lò gốm nó kéo dài à, đi thẳng theo sông này là chợ Điểm ở Long An đó. Đây là con đường An Dương Vương để chúng ta phải đi về Vũng Tàu, Phú Lâm ra cảng miền Tây. Thẳng đường này theo anh Thổ Địa dẫn đó là đi ra xa cảng miền Tây luôn nè, bến Phú Lâm. Nếu mà cái
anh chị các bạn có đi đâu thì lên bến xe miền Tây đi tiếp. Chị và các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các chị, các bạn đã quan tâm theo dõi.